Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức thời sự 24 giờ. Sau đây là những thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn thương tâm của cô nữ sinh trẻ đuổi theo cướp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bên cạnh những nhân chứng có mặt tại hiện trường thì mới đây, ông Đặng Văn Phong, người trực tiếp điều khiển xe va chạm với nữ sinh xấu số, cũng được lực lượng chức năng mời lên làm việc. Trong quá trình điều tra lấy lời khai, ông Phong bàng hoàng kể lại: "Tôi thấy hai thanh niên lái xe máy lướt qua với tốc độ cao, phía sau nghe hô hoán ồn ào." Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy cô gái lao xe, tông mạnh vào chiếc xe lôi của tôi. Như chúng tôi đã đưa tin trong video trước, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera dọc nhiều tuyến đường quay khu vực xảy ra vụ việc. Hiện tại, công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông khiến NTV 21 tuổi ngụ tại quận Gò Vấp tử vong. Vụ việc xảy ra vào dạng sáng 21 tháng 4 tại đường Phan Văn Trị, phường 10, mà thông tin lan truyền rằng Nữ sinh này gặp nạn khi truy đuổi theo hai kẻ cướp giật điện thoại của mình. Công an đã lấy lời khai của các nhân chứng xung quanh hiện trường. Nhân chứng quanh hiện trường cũng xác nhận, vào thời điểm trên có nghe tiếng nữ sinh hô lớn, cướp cướp. Theo lời khai của một người phụ nữ bán hàng trên vỉa hè cho biết, lúc xảy ra sự việc là dạng sáng nên đường vắng. Cô gái chạy xe với tốc độ cao và có hô cướp. Người phụ nữ cũng thông tin thêm, hai nam thanh niên chạy phía trước có xịt hơi cay, suýt nữa tông trúng người làm vệ sinh trên đường. Khi cô gái đến giao lộ thì tông vào xe ba gác, tạo ra tiếng động lớn. Khoanh vùng khu vực, lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy lời khai của anh T, 34 tuổi chạy xe ôm gần đó. Anh này cũng xác nhận, cô gái truy đuổi hai nam thanh niên vào hố cướp. Anh T kể lại, tôi đang chạy xe máy trên đường, đến khu vực trên thì nghe cô gái chi hô cướp cướp. Hai đối tượng đi xe máy phóng nhanh qua, rồi cô gái tông vào xe máy kéo theo rơ móc tự chế tử vong. Cú va chạm mạnh khiến hàng hóa trên rơ móc văng tung tóe. Chiếc xe tay ga của nạn nhân V mang bị kiểm soát 59 E2 00366 bị hư hỏng nặng. Cô gái bị văng ra khỏi xe tử vong tại chỗ. Người tài xế điều khiển chiếc xe lôi tự chế chở theo giá đỗ 4 không bị thương tích sau va chạm. Không chỉ ghi chép lời khai của những người có mặt tại hiện trường, công an quận Gò Vấp cũng đã mời ông Đặng Văn Phong, 42 tuổi, người trực tiếp liên quan đến vụ việc lên làm việc. Vì ông Phong là người điều khiển xe lôi tự chế đã xảy ra tai nạn với nữ sinh V. Tài xế xe lôi cho biết, ông và gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp được khoảng một năm. Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, việc làm trì trệ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Công việc dần ổn định thì lại gặp biến cố. Hiện tại, chiếc xe lôi tự chế cần câu cơm của gia đình ông Phong đang bị công an quận Gò Vấp tạm giữ để làm rõ. Trong quá trình khai thác thông tin điều tra, ông Phong cho biết, những ngày qua ông như người mất hồn. Hình ảnh vụ tai nạn cứ ám ảnh khiến tâm trí ông rối bời. "Hai ngày nay tôi cứ ám ảnh hoài, không hiểu sao lại xảy ra chuyện như thế này. Tôi không ăn, không ngủ được kể từ khi xảy ra tai nạn đến giờ." thuật lại khoảnh khắc tai nạn khi là người liên quan, ông Phong cho biết. Vào dạng sáng 21 tháng 4, ông điều khiển xe lôi tự chế chở theo 400 kg giá đỗ đi giao cho khách hàng. Tại giao lộ đường Phan Văn Trị, đường số 3, ông dừng xe theo tín hiệu đèn giao thông và khi bật đèn xanh thì ông lưu thông bình thường. Tới giữa giao lộ, tài xế nghe tiếng xe gầm rú từ xa. Theo phản xạ tự nhiên, ông Phong nhìn sang trái thì thấy một ô tô cùng vài xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, đồng thời là ánh đèn xe chớp nhoáng lúc đó tôi thấy hai thanh niên lái xe máy lướt qua với tốc độ cao phía sau có nghe hô hoán ồn ào tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô gái lao xe tông mạnh vào chiếc xe lôi của tôi cô gái nằm bất động dưới đường bánh xe trước của tôi bị gãy dân ở gần đó túa ra để hỗ trợ nhưng khi đến gần thì phát hiện cô gái đã tử vong nhiều người tưởng đó là đua xe nhưng không phải thấy nữ sinh nằm bất động dưới chân trong hoàn cảnh ấy ông phong hoảng loạn sợ gái chân tay bùn rùn không trụ vững ông kể lại Lúc đó chân tay tôi run rẩy, không đứng vững. Tôi quính quáng không biết xử trí như thế nào. Một lúc sau có người thanh niên mặc đồ Grab bike chạy tới gần và còn nói là cô gái đó vừa đuổi theo hai kẻ cướp giật. Khi công an có mặt ở hiện trường, tôi vẫn còn run. Sự việc đáng tiếc đã xảy ra, ông Phong cũng mong cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ về sự ra đi của cô gái. Nếu thực sự là vì truy đuổi theo cướp giật mà bị nạn thì mong công an sớm bắt được những kẻ đó. Bày tỏ sự đồng cảm với gia đình nạn nhân xấu số ông cầu nguyện cho nữ sinh trẻ sớm siêu thoát và gửi lời động viên đến gia đình. Chuyện đau buồn đã xảy ra, tôi chỉ biết gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô gái, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Theo thông tin điều tra ban đầu, được biết V là con một trong gia đình. V vừa học năm 2 đại học, vừa làm thêm bằng nghề sao bánh cho một cơ sở. Người nhà của nạn nhân thông tin, V mua được chiếc điện thoại iPhone 13 cách thời điểm xảy ra vụ việc 3 ngày. Sau đó tại hiện trường, cơ quan công an đã không tìm thấy điện thoại của nữ sinh này. Nếu mà có thông tin lan truyền nghi ngờ cô gái bị giật điện thoại đuổi theo cướp nên mới dẫn đến tử vong song thông tin nghi ngờ trên vẫn chưa được xác minh bởi công an cho đến hiện tại phía lực lượng công an mới chỉ thông tin về vụ tai nạn cụ thể vào gần sáng ngày 21 tháng 4 về điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp hướng từ Nguyễn Oanh đến đường Thống Nhất khi đến giao lộ giữa đường Phan Văn Trị đường số 3 đoạn trước khu dân cư Cityland phường 10 quận Gò Vấp do không chú ý đèn giao thông nên v đã va chạm mạnh với một xe gắn máy kéo theo rơ móc tự chế chở hàng băng qua đường hai xe hư hỏng nặng nữ sinh bị văng khỏi xe tử vong tại chỗ người điều khiển xe gắn máy kéo rơ móc chỉ bị thương nhẹ bằng công tác nghiệp vụ công an vẫn đang nỗ lực điều tra khai thác thông tin tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng như xác minh lời khai của tài xế lái xe liên quan trực tiếp đến vụ việc trên tận mắt chứng kiến sự ra đi của người bị nạn chắc hẳn ông phong không tránh khỏi sự hoảng loạn bàng hoàng và xôn sợ Hy vọng nguyên nhân tử vong của nữ sinh trẻ xấu số, số, sẽ sớm được hé lộ để an lòng người thân nạn nhân cũng như giúp người tài xế cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin mới nhất liên quan đến vụ nữ sinh xấu số, số, tử vong do va chạm với xe lôi chở hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn về sự nghi ngờ nạn nhân bị giật điện thoại đuổi theo cướp rồi qua đời, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị trong những video tiếp theo. Vì vậy quý vị đừng quên nhấn like, subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tiết đặc biệt của vụ việc trên cùng với nhiều tin tức thời sự nóng khác của chúng tôi nhé cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại